I like some strawberry. Here they are. Số nhiều là dây. Seven o'clock, đúng rồi. What does your teacher like? She young. Look like. Cả lớp chào thầy giáo. White cat là con mèo trắng này. À đây đấy, ở trên đấy. Và chữ X gì ạ? Ê, bạn này không à? Kệ, cứ đi lại đi, nó nhiều ở cái vòng rồi. Đấy, cứ vào lại bình thường. Không chạy, kệ. Bấm vòng 3 đi. Thế. Trong khi chờ cái này, bấm cái kia lo gì, kệ. Thì cái nào trượng được. My father buy a newspaper every day, but sometimes he doesn't read it. You can. Stop here. Bạn có thể dừng xe ở đây bởi vì tín hiệu giao thông báo dừng. Doctor. Tháng nào có 29 ngày? Tháng 2. February, đúng rồi. Cái này sẽ phải là who của ai đó. Đây anh ơi. Who SCE. Đấy. Cứ nhớ là của ai đó thì dùng cái đấy. Un eraser. Un lại. Điền un mà un có un đấy nhá. Enter cho nhanh. Is there and you nhỉ? Số nhiều nhỉ? Thì mới ra được chứ. Không phải and you going to, hiểu không? About number đấy, about number and digital. Chúng tôi học về con số và ký tự. Right, SC, đúng không? Peter often have a dinner at 7 o'clock. The bus chị, xong rồi đến at the bus stop này đúng không? Đó, nhìn lại nha, chuẩn chưa? Lên xuống xe buýt ở bến xe buýt chị đúng không? Only. Read.
Jack is taller than. His brother. Từ từ. Jack is taller than his brother. But no. Từ từ. Jack is. Cái này phải là Jack is his brother Tom. But từ từ đừng vội, cái này khó đấy. Jack thì là anh của Tom này, nhưng mà cậu ấy cao hơn mọi người, đúng rồi, thì sao? Always careful up. Student. Stand up, đúng không? Chào, để chào. Đúng rồi. Phải có looking và đi với y đang thô lờ gian. Like. Friend chờ, chữ chờ. She like mineral water. Không thích đồ ép để thích. What have you got in your school bag? Lots of things. Show me. Okay. These are my books. And this is my pencil case. What have you got in your school bag? Lots of things. Show me. Okay. These are my books. And this is my pencil case. Nghe lại. What have you got in your school bag? Lots of things. Show me. Okay. School bag. These are my books. And this is. What? When? When? Hỏi thứ. March. M.
A C S, ok.